Chiều nay đi thăm vườn. Thường là em thăm vườn vào buổi sáng, nhưng mà do mà mấy hôm nay nắng quá, nắng chang chang luôn, chịu nổi, nên thôi chiều đi. Vườn em có ba khu vực ha. Có cái hải kệ này nè, với cái khu ở đây là em thuần full nắng mưa. Còn ở trong lều bên kia là những cái cây đó là cây, như là cây sen đám mới về, nó chưa có quen khí hậu thì mình để trong đó. Như là mấy cây nào mà mới cắt rễ rồi xong rồi chưa có bám rễ chắc á, thì để trong đó, xong rồi đợi khoảng 15 20 ngày gì đó là bắt đầu em sẽ di chuyển tập dần cho nó ra ngoài đây à. Cho nó tiếp xúc với nhiều nắng rồi tiếp xúc mưa nhiều hơn á, cho nó quen, cho nó khỏe. À, mình đi sơ sơ ha. Đây, cây đá nâu. Ở trong đó là cây sâm banh hồng. Mình trồng sen đá mình nên thường xuyên á, sáng sáng mình dành nó khoảng 5-10 phút gì đó, mình đi kiểm tra xung quanh coi cây sen đá nó có mấy cái lá già hay không á, mình nhặt nó đi. Để chi khi mà mấy cái lá già, mấy lá héo gì nè, rồi mấy con rịp á, nó hay bu vô nó hút cây nó suy, xong rồi mấy con nấm khuẩn nữa nó cũng hay xâm nhập vô cái vết chích của con rịp á, nó tấn công vô cây làm cây mình nó bị thối, nó bị nhũn ra thối đen luôn á. Thì có mấy anh chị hay hỏi em là ô sao mà không tưới nó cũng bị úng, thì trường hợp đó không phải là bị tưới nhiều quá bị úng, mà là do vi khuẩn nó xâm nhập vô á, nó làm thối nhũn luôn cái cây á, cho nên mình cứ tưởng là cái đó là bị úng, không phải bị úng đâu nha anh chị. Để mà thuần được một cây sen đá full nắng mưa thì mình phải có những cái yếu tố như thế nào? Thì thứ nhất á, mình phải có một cái chậu có lỗ thoát nước ha. Em kiến nghị đó là mấy anh chị nên sử dụng mấy cái chậu đất nung á, giống chậu này nè, là nó thoát nước nhanh, nó mát nữa, mình tưới cái là nó nhanh khô lắm. Với lại á, thứ hai là cái đất trồng của mình á, mình phải trộn sao cho nó tươi, nó xốp lên, cực kỳ tươi xốp luôn. Thí dụ như là mấy anh chị nào mà xài xỉ than á, thì mình tăng lên cái số lượng xỉ than lên là 80 xỉ than, 88 xỉ than nha. Hoặc là nếu mà xài bu mai á thì cũng như vậy á, tăng lên 8 8% là trong đó là 80% là xỉ than hoặc là bu mai. Còn 40% còn lại có thể là phân, phân trùng quế, phân bò, phân hữu cơ, rồi cho cháu bờ lai các kiểu. Nhưng mà 80% đó một là xỉ than hoặc là bu mai thì nó mới làm cho cái đất của mình nó tơi xốp, tưới cái nó khô nhanh được. Là mấy cây mà em thuần, mình thuần sen đá phun nắng mưa cũng có cái nguy cơ của nó lắm, nó xui xui nó vẫn chết. Tại vì nó nói chung ra ngoài đây thì cái lúc ban đầu nó hay bị bệnh, nhiễm bệnh này tùm lum tùm la, nên nó hay cũng xui xui nó cũng chết như thường à. Thì để chắc ăn á, mấy anh chị nên để cái cây xong khi mà mình tỉa rễ á, mình trồng lại thì khoan hãy cho nó ra ngoài đây, mình để trong lều giống như của em đó, che mưa đỡ khoảng chừng 15 20 ngày gì đó cho nó bám rễ chắc, thiệt là chắc đi, rồi bắt đầu mới di chuyển ra đây. Thì di chuyển ra đây rồi á, thì ngày đầu tiên mình phơi khoảng 5 6 tiếng gì đó, xong rồi ngày hôm sau thì mình tăng lên lượng nắng lên làm 7 tiếng, rồi mình, tuần sau nữa thì 8 9 tiếng gì đó, mình tăng từ từ rồi xong rồi mình bỏ hẳn nó ngoài đây luôn. Thì mưa cũng vậy, tập mưa lâu lâu cũng tập mưa, ví dụ như hôm nay thì mấy tiếng mưa, rồi hôm sau cũng tăng lên từ từ vậy, riết là nó quen là mấy anh chị cứ bỏ ra ngoài đây là nó khỏe thôi. Mấy cái này là mấy cái con mà em thuần. Bắp cải tím à, bắp cải thường à, siêu to luôn, nó rất là to luôn. Cây này là cây ngọc trinh nè, cây này phấn nó đẹp lắm á, nhưng mà dạng như người ta đi qua đi lại á, xong rồi gặp mưa thế này kia cái nó trôi cái lớp phấn á, cái phấn của nó dễ trôi lắm nè, nhìn đụng cái mình sợ cái là nó mất cái lớp phấn liền.
cây cúc. Còn cái này là cây sen voi, sen voi à, xanh ngọc. Xanh ngọc ra nắng nhiều nó đã đỏ nha, hơi đã đỏ. Nó đỏ mấy cái viền này. Còn đây là một cái cây giống mới. Nhìn giống cây mận lắm nhưng mà không biết tên. Giống mới em thấy đẹp em đem về em chơi. Đó. Ở đây có cây đô la, đô la gốc cổ thụ. Cây này cây sỏi. Kim cương. Mận đỏ nè. Mận đỏ này size này cũng bự lắm rồi. Cái này là má hồng. Má hồng nè. Rồi cái này diva. Liên đài hồng à. Cái này có chỗ người ta kêu là cây vân mai. Có chỗ người ta kêu là cây hoa hồng bạc. Nói chung mỗi vườn nó có cái kiểu kêu tên gọi riêng. Cái này thì có chỗ người ta kêu là cúc gai, có nơi người ta kêu là ruby trắng. Em rất là thích cái dòng này nha. Cái dòng này em thấy nó ú ú, nó đẹp đẹp lắm, em thích lắm. Nè, vườn của em toàn là mấy cây này, thấy không? Cúc gai không? Đó, rất là đẹp luôn. Mặt trời đỏ. Đằng kia có cây viền lửa với cây bánh bao bên đây. Đây cây bướm nè. Đây em quay bên đây cho nó rõ. Cái này là thạch bích nha. Mấy anh chị mà trồng bướm á thì nên để phun nắng mưa. Nơi nào mà có gió nhiều nữa là nó lên màu đẹp đó. Nó đỏ đỏ. Còn không nó mất màu. Đây em có cây ruby đỏ nè. Ruby đỏ cũng lên màu rồi. Rồi bắp cải xanh. Bắp cải xanh này tự nhiên nó đỏ đỏ cái viền á. Thấy là lạ nên đem để chơi luôn. Em thì cái sở thích có sở thích rất là đặc biệt là thích sưu tầm những mấy cái cây mà dị tật dị dạng. Giống như vậy nè, không biết tên. Nó nhìn nó kỳ kỳ ngộ ngộ là em đem về em trồng à. Viền lửa nè. Đó. Qua bên kia chơi xíu. Cái hồng dâu này màu nó cũng ngộ ngộ nè. Cái hồng dâu của nó màu hồng, còn hồng dâu này nó màu vàng vàng, không hiểu sao. Nè. Bên đây cũng có mấy cây nữa nè. Em cũng thích sưu tầm mấy cây đế lắm. Hỏa đế nè. Đó. Ở đây thì một cây sâm banh nè. Cây sâm banh này thuần mới đây thôi à. Chưa có bằng cái cây nãy. Cây nãy là thuần lâu rồi. Một cây hồng giống mới nè. Ở dưới đây là mấy cây này là đang mon men chuẩn bị đem ra ngoài nắng. Chưa quen cho nên để đây cho quen trước đi. Rồi xong rồi lát nữa là khoảng mai mốt gì đó bắt đầu đem ra ngoài kia. Nè. Đế hồng ha. Đất trắng nè. Đất trắng ở đây em phơi nắng biến nó đen luôn rồi, thành đất đen luôn rồi. Nhưng mà em thấy phơi lâu nó ra cái màu hồng hồng đẹp lắm mọi người. Nè, em có một cái cây đất ở đây nè. Đó, phơi nắng biến nó ra màu hồng. Nó hồng hồng nó hay lắm. Đó. Một cây ruby đỏ. Viền lửa nè. Ngọc bích nè. Bắp cải xanh. Đất trắng nè. Ở bên đây cũng có mấy cây. Liên đài hồng. Mấy cái này nó lem lem như vậy nè. Thứ nhất là do bụi, thứ hai là do em tưới nước vôi á. Em hay và em hay cứ lâu lâu cỡ 1 tháng 2 lần em hay phun nước vôi trong á. Ngâm cái vôi bột á. Lọc ra cái nước vôi trong xong rồi tưới lên để nó ngừa, nhiều khi nó ngừa nấm bệnh này nọ. Xịt lên cho nó hơi lem lem nha mọi người. Đây có một cây bắp cải nè.
lô la tím nè, một bít luôn nè. Ở đây có hoa hồng đen giống mới. Này đế hồng nữa nè. Này một cây hoa hồng giống mới nè, để chơi luôn, chưa bán. Sen đá mà nó phun nắng mưa nó khỏe lắm. Em cái chậu này em để đây cũng cả năm nay rồi nè. Không hề hấn gì hết. Đây hồng Hà Lan nè. Hồng Hà Lan lúc mấy anh chị trồng mấy ngày lúc mà mới đem về á thì đừng có cho nó ra nắng gắt quá. Cái cây này nó không có ưa nóng lắm. Để một thời gian sau á nó quen với bên mình á là nó ngưng rụng lá, còn lúc mới về hả nó không chịu nổi nóng, nó rụng ghê lắm. Rồi sau đó nó ngưng rụng là bắt đầu nó ra rễ, nó khỏe lắm, là nó bung lụa. Đây em có một cây hoa hồng Hà Lan hơi bị to ở đây luôn. Đó. Hồng Hà Lan đó mọi người. Nó khá to luôn. Cây này thuần được tầm chắc cũng gần nửa năm rồi. Đây có một cây giống mới luôn, không biết tên luôn. Ở trong đây là cây nhung viền hồng ha, cổ thụ. Ngọc bích nè, ngọc bích luôn nè. Em rất là thích hành hạ sen đá, em cứ cây nào nhắm đựng thời gian là em cho ra ngoài đường. Để nó quen, nó phải ra nắng như vậy nè, nắng ra mưa như vậy thì nó mới khỏe được. Dĩa hồng, hoa hồng xanh nè, nguyên một bụi luôn. Đây cũng có một cây hồng giống mới mà đang cháy, bị cháy nè. Mấy hôm nay nắng quá cháy luôn. Ui kệ đó, mấy bữa nữa nó ra lá mới à. Đó. À, xu mấy tầng mấy cây dị hình dị tật gì không à. Cái gì ớt nha. Rồi mình thử vô trong liều thử coi có gì không. Đó, trong liều đây nè. À, vàng này là chưa có ra nè. Mấy cây này thì chưa thay đất. Lô la tím. Này là cúc sấy cổ thụ nè. Một cây đất trắng to. Ở đây có cây ruby đỏ nè. Ruby đỏ này mấy bữa nay cho ra nắng là đẹp. Hải ly. Hải ly vài bữa nay em cũng cho ra nắng. Nó lên màu hồng đẹp lắm. Còn để trong liều nó cứ xanh xanh xanh. Đây một cây giống mới nè. Chocolate nè mọi người ơi, cực kỳ khó chịu. Nè, cái giống mới của em không biết tên luôn, ai mà biết tên đó thì comment ở dưới giúp em nha. Dĩa hồng, hỏa đế nè, bẫy cá nè, nó dễ thương. Mấy cây này là chưa có thay đất. Có một cây lao y này chưa có quen à, nó còn héo á. Đây có mấy cây xương rồng, em muốn hợp xương rồng lắm. Nhập về, nhiều khi khách hỏi thì nhập về thôi chứ thật ra em muốn chiên xương rồng lắm.
Ồ, cây Phật Bà đã chưa? Cái này đế vàng. Móng rồng cúc độc biến. Nó đỏ. Kim nhọn bụi nè. Má hồng nè. Một cây ruby đỏ nữa nè. Bên đây thì có một cây hồng em đang thuần cho khách. Cũng là một cây hồng giống mới, hơi bị to luôn. Chưa có quen lắm. Đang đợi thời gian. Rồi, mấy cây Hawaii, mấy cây này ưa mát, ưa ẩm. Có cây chocola này gốc bự. Ở đằng kia là cây gì vậy? Gạo lứt. Nó đang bị nắng, mấy bữa nay nắng quá rụi luôn. Để nó dưỡng lại. Cây hồng này cũng đang thuần cho khách nè. Hồng Hà Lan nè. Bây giờ quen là hết rụng rồi. Hồi xưa nó rụng tơi tả luôn. Đó, sơ sơ cái vườn của nhà em ha. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. À quên nữa, có một cây chưa khoe. Xiên thịt nè. Hồng hoang. Rồi, bye bye mọi người nha.